Giá như tình yêu giống ý trời. À, chú Căng à, chủ tịch hội pháp luật nghiệp chủ như ông thật là có lòng quá đi. Ông kịp thời nhắc nhở hàng xóm cần phải làm gì và cần phải chuẩn bị những gì. Đương nhiên, mùa mưa tới rồi cũng nên cảnh báo với hàng xóm chứ. À, với lại chính phủ quy định tất cả mọi người cần phải chú ý bảo vệ và duy trì tài sản của chính mình đó. Tôi sợ mấy người bọn họ quên nên là nhắc nhở vậy thôi. Ê, Bonnie. Ông ngoại. Giờ dạ, về phải rồi chú Căng. Chú Căng hay để con mang tờ rơi ra ngoài pháp phụ chú nha. Được đó. Chú Căng. Ê, bà Trần, thật đúng lúc. Mùa mưa tới rồi, đề phòng sạt lở núi, mình lấy tờ rơi xem thử đi ha. Gần càng già càng cay, tôi sống bao nhiêu năm rồi, không coi tôi cũng biết làm sao mà. Nếu bà đã nói như vậy, tôi thử bà đó nha. Được thôi. Trong lúc gặp phải cảnh báo có dấu hiệu núi sạt lở, bà định làm thế nào? Vậy thì... Bà Trần à, nếu gặp phải lúc cảnh báo có dấu hiệu sạt lở núi, bà phải nhớ không được ở lại sườn dốc hay những công trình dang dở, phải lập tức về nhà hoặc di chuyển đến những nơi an toàn, phải ở những nơi cách xa sườn dốc hoặc là những nhà cao tầng đó. Đồng thời còn phải duy trì cảnh giác phối hợp với hành động khẩn cấp của chính phủ. Lúc phối hợp nhân viên cứu hộ sơ tán thì phải nghe chỉ thị nha. Đã kêu lấy một tờ về coi rồi mà. Làm gì có chuyện dễ dàng vậy? Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng có anh hùng cứu mỹ nhân mà. Được, bà cầm đi. Tôi đi lên lầu phát tiếp đây. Cực thân ngoại. Không. Nói thật chú Căng cũng rất quan tâm bà Trần. Hàng xóm bao nhiêu năm rồi, nhưng dù quan tâm cỡ nào đi nữa cũng không bằng anh quan tâm tới em, tốt với em đó. Anh nói gì vậy? Anh nói thật đó. Nếu ngày nào có sạt lở núi, em bị chôn vùi ở trong đó, đến lúc đó nếu như đôi tay anh vùi đất cát đầy máu, anh cũng phải kiếm em cho bằng được. Bởi vì em là Bonnie của anh, em là người mà anh thích nhất. Miệng lưỡi ngọt quá. Sao anh lại có thể tốt với người phụ nữ đó? Không xứng đáng. Uổng công tôi đi tới Nguyên Lãng mua đồ ăn cho anh, tôi mới xứng đáng là người phụ nữ được anh thích. Anh bận đi làm thì đi đi, không cần tiễn em. Nhưng mà anh không nỡ rời xa em mà. Vậy em ở lại với anh nha. Hả? Nói giỡn thôi. Em đi đây, về em sẽ trả lời tin nhắn cho anh. Được thôi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Alo chú Lăng Lăng, hôm nay chơi game phải không? Được thôi, tôi lấy máy mới xong qua đó liền. Bye. Nè, anh gặp Bonnie nói đi làm từ thiện, bây giờ chạy qua đây chơi game. Anh không sợ cổ biết sẽ bứt lỗ tai của anh sao? Chú Lăng Lăng muốn thử game mới như vậy, tôi phải giúp anh toại nguyện thôi. Nè, bản thân anh muốn chơi, đừng kéo tôi vào chứ. Kéo gì chứ, tôi không có. Thành An, thì ra anh ở đây hả? Chị Mỹ Lệ. Sao cô lại ở đây, sao cô vào đây được? Đi theo người ta vào thôi. Có lẽ nhìn tôi rất giống sinh viên đại học, không ai kiểm tra thẻ sinh viên của tôi hết. Tôi định vào đây tìm gặp anh, không ngờ anh ở đây thật. Anh đi ăn chung với tôi đi. Mỹ Lệ, tôi đang chơi game, đi ăn cái gì chứ? Thì tôi chơi với anh, qua đây chơi chung đi. Không được, hay cô về nhà ngủ trước đi có được không vậy? Có phải anh chê tôi không? Mỹ Lệ, sao cô lại hiểu ý tôi quá vậy? Chúng tôi cùng chơi game, nếu cô ngồi ở đó cô sẽ chán lắm luôn đó. Không chán, tôi ở đây với anh, tôi có thể chơi điện thoại mà. Tôi còn đem rất nhiều đồ ăn tới nữa, tôi chia cho các anh nha. Được, tôi đói lắm. Dạ. Là khát nước nữa. Ê, trời ơi, xịn. Nè. Trời ơi. Ê, tôi thấy hơi đói, hay kiếm đồ ăn cái đó. Cho. Vậy để tôi đặt đồ ăn, dùng app đặt đơn hàng đi, lát nữa không cần đợi. Được. Có cần đặt một phần cho Mỹ Lệ không? Đương nhiên rồi, không thôi lát cổ dậy không có đồ ăn, ăn thịt anh luôn đó. Bonnie, em sao vậy, bị thương hả? Không, hôm qua mở thư viện bê chồng sách cao quá nên bây giờ đau tay, nghỉ ngơi chút xíu sẽ không sao. Em không sao chứ, biết vậy hôm qua anh đã cùng em tới thư viện rồi. Khờ quá, anh phải đi làm mà. Thành An, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Tìm tôi có gì không? Xin lỗi nha, hôm qua tôi đã ăn hết 10 ly của anh, hôm nay tôi đã lại anh 2 ly nè. Trong đó có một ly là Nagasaki, vị trứng cá muối của Nagasaki đó. Hôm qua Mỹ Lệ, hôm qua cô tới quán bar tìm Thành An hả? Đâu có, hôm qua tới phòng ký túc xá của chú Lăng Lăng chơi game. Mọi người chơi sáng đêm, tôi còn ngủ lại ở đó. Thì ra qua đêm có nghĩa là vậy. Kim Thành An, không phải hôm qua đi làm sao? Sao lại là đi chơi game? Anh xin lỗi Bonnie, sẽ không có lần sau đâu mà, em đừng có giận. Để em một mình tới thư viện bưng bê chồng sách nặng tới như vậy thì ra lại đi chơi game. Bonnie, anh biết lỗi rồi mà. Anh về anh massage cho em đừng có giận nữa mà hả? Trời ơi, chị hai, sao chị dữ quá vậy?
Nghe nói bạn gái của Thành An rất là kinh dị, không ngờ đó lại là sự thật. Cô làm ơn nói ít lại một chút đi, cảm ơn. Bonnie, bye bye. Cô cảm. Chà, Thành An cẩn thận nha. Sao lại đưa chúng tôi tới đây ăn vậy? Đây là khu đất quan phía sau núi của trường học, không thuộc phạm vi của nhà trường, sẽ không ai tới đây hết, rất là yên tĩnh. Anh chỉ muốn yên tĩnh, lại không muốn tới căng tin, vậy thì về phòng tôi ăn, cần gì phải tới nơi dơ bẩn như vậy chứ. Ăn sao được mà ăn. Chỗ này Mỹ Lệ sẽ không tìm tới. Gần đây cổ liên tục tới trường tìm tôi, là Bonnie cũng giận tôi luôn rồi. Tôi nghĩ chuyện Bonnie giận anh không liên quan tới Mỹ Lệ đâu. Thì đó là do bản thân anh nói dối gạt Bonnie thôi. Nếu như cổ không nói ra, làm sao Bonnie biết chúng ta chơi game chứ. Vậy thì anh chuyển sang giúp cho Mỹ Lệ tội nguyện đi. Dừng lại, im miệng, đừng nói nữa. Anh tưởng tôi là cường khờ chắc? Kiếm Thành An tôi không phải gặp ai cũng yêu đâu. Với lại tôi không có cảm giác gì với Mỹ Lệ hết. Tôi thấy Mỹ Lệ cũng không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Ai kêu tôi đẹp trai quá làm chi, nhưng lại không biết tự hủy hoại dung nhan của mình. Nói thật, phạm vi trường học nhất là ký túc xá đáng lẽ không nên để khổ tự tiện ra vào. Bảo vệ của trường đúng là kém cỏi, vô dụng, rác rưởi. Nè mấy cậu ở đây làm gì vậy? Đây là chỗ riêng tư, bên ngoài ghi khu cấm mà, không thấy hay sao chứ? Chắc là lúc nãy chúng tôi không để ý, xin lỗi nha. Sườn dốc phía sau chỗ này không ai quản lý, nếu có mưa chắc chắn sẽ sạt lở núi, rất nguy hiểm. Đi nhanh đi. Dạ biết. Bonnie à, ly sữa tươi trân châu đường đen này anh xếp hàng 2 tiếng mấy mới mua được. Nhưng nếu em thích, vì em, sau này ngày nào anh cũng xếp hàng mua. Đừng nghĩ một ly trà sữa trân châu có thể dỗ ngọt em. Nói thật anh cũng không muốn nói dối đâu. Vậy thì anh đừng nói, cũng đâu có ai ép anh đâu. Anh sợ anh nói anh đi chơi game, em sẽ không cho. Đúng, em sẽ không cho. Thì đó, em thấy không, vậy thì em đừng có giận anh nữa mà. Vậy tại sao anh lại đi chơi game chung với Trì Mỹ Lệ? Bây giờ hai người thân lắm sao? Trì Mỹ Lệ cô ấy, cổ đang thích anh, nên dạo này cổ cứ hay kiếm cớ tới tiếp cận anh như vậy. Anh nói thật hả? Thật mà. Vậy anh nói lúc trước có người hay cho anh đồ ăn thức uống rồi tặng quà cho anh là cổ đó hả? Thì là cổ đó. Anh không phải nói người đó là con trai sao? Thì đối với anh Trì Mỹ Lệ là một người đàn ông thật sự mà. Anh nói chuyện không có lập trường, một lần bất tin vạn lần bất tín, lúc nào anh cũng nói dối. Anh nói dối. Bonnie à, em đừng có vậy mà. Anh thích tự do tự tại mà. Mấy ngày tới anh đừng tìm em nữa. Tại sao chứ, em chia tay với anh hả? Mấy ngày tới phải tới trại giáo huấn đạo đức giúp ba. Chỗ đó chắc không nhận được tin nhắn điện thoại. Anh không thích bị quản mà. Vậy đi đi, giờ anh tự do rồi đó. Bonnie à, đi nè, anh phải xếp hàng 2 tiếng mấy mới mua được đó. Hả? Bonnie giận kìa. Con lại chọc tức cổ. Đúng rồi dì Tư, dì giúp con tới trung tâm về kèm xin nghỉ 2 ngày đi. Con đi đâu? Dì cũng thấy Bonnie giận thế nào rồi. Cô còn nói sẽ tới trại giáo huấn đạo đức giúp một tay. Con nghĩ con cũng phải tới đó thì mới mong dỗ dành lại cổ được. Hy vọng cô sẽ thấy được thành ý của con để mà tha lỗi con. Vậy dì sẽ nói với ba hỏi chuyện cơm tối cho con. À, cảm ơn dì nhiều nha. Trì Mỹ Lệ, sao đi đâu cũng gặp cô hết vậy? Tại vì chúng ta có duyên mà. Sao anh không mang theo dù? Đại thi văn nói hôm nay sẽ có mưa. Người ướt như vậy dễ bệnh lắm. Anh đi đâu tôi che cho anh nha. Không cần đâu, áo khoác của tôi chống nước được mà. Với lại dù của cô nhỏ như vậy che mình cô còn không đủ nữa, sao mà che tôi? Thành An à, anh thật biết nghĩ cho tôi đó. Nhưng hình như áo khoác của anh đâu có chống nước. Anh nhìn đi, ướt hết trơn rồi. Nè, cô đừng có làm vậy nha. Tôi đã nói với cô rồi, chứ hai chúng ta chỉ là bạn thôi. Tôi biết, trên mức bạn bè dưới mức người yêu phải không? Đủ rồi đó. Nhưng mà tôi cũng không tự khống chế bản thân mình được. Tôi rất muốn thành người yêu của anh. Mỹ Lệ, cô có thể đừng nói những chuyện như vậy có được hay không vậy? Bonnie vì cô mà đã giận tôi rồi. Cô làm ơn đừng thêm dầu vào lửa nữa có được hay không? Cô giận anh thì càng tốt chứ sao. Không cần nói chia tay, trực tiếp đến với tôi. Chúng ta đã định sẵn không thể ở bên cạnh nhau rồi. Tôi không tin chúng ta không có duyên phận. Có những chuyện không đến lượt cô không tin, cô tha cho tôi đi mà. Hay là vậy đi, chúng ta chơi trò duyên phận. Bây giờ anh chạy đi, tôi ở đây một phút. Trong vòng một tiếng, nếu tôi tìm được anh thì chứng minh chúng ta có duyên với nhau. Tại sao vô duyên vô cớ lại bắt tôi chơi trò trốn tìm chứ? 1, 2, 3, 4, 5. Được thôi. 6, 7. Là cô tự nói đó. 8. Nếu cô không tìm được tôi, sau này cô đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. 11, 12, 13, 14. Yeah.
Chỗ này xa như vậy, chắc chắn tìm Mỹ Lệ sẽ tìm không ra. Một tiếng đồng hồ nữa mình sẽ thoát thôi. Sao không có sóng vậy? Không lẽ mình không được lên mạng? Kệ đi, một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Dù gì mình cũng là quái quân của Thiên Ngũ, ngủ chút vậy là xong mà. Cảnh báo sẽ có mưa dông và cảnh báo sẽ có nguy hại sạt lở núi. Người dân tốt nhất nên ở nhà. Anh Hai ơi, đi ra sao mưa lớn quá vậy? Che dù rồi mà vẫn ướt người nè ba. Anh Hai à, bên ngoài mưa to rồi còn có gió lớn kinh khủng, tốt nhất là ở trong nhà phải không? Đúng rồi. Đương nhiên, TV cảnh báo sẽ có mưa dông và nguy cơ sạt lở núi. Với tình trạng này, tốt nhất thì nên về nhà hoặc tới những chỗ an toàn thì tốt hơn. Ờ. Nè, mà vào trong lau khô người trước đi. Dạ. Đi đi, nhanh lên. Dạ, xem ra trận mưa này kéo dài rất lâu nè. Chỉ còn 5 phút thôi. Thành An đang ở đâu? Ngủ đã quá. Yes, sắp tới giờ rồi. Tìm Mỹ Lệ mà không tìm ra mình, sau này mình thoát nạn rồi. Sao trời mưa lớn vậy? Mặc kệ đi. 5 4 3 2 1 yeah. Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, Thành An. Vậy cũng để tôi tìm được anh, chứng minh chúng ta rất có duyên đó. Mỹ Lệ, cô nghe tôi nói, cứ cho cô tìm được tôi, nó cũng không nói lên được điều gì, ok? Nếu chúng ta như vậy cũng không đến với nhau là nghịch ý, rồi sẽ bị trời phạt. Cái gì mà bị trời phạt chứ, tôi không tin đâu. Chuyện gì vậy? Đứng dậy trước đi. Cửa mở không được, chắc là bị đất cát chôn vùi rồi. Vậy phải làm sao? Lúc trước bảo vệ ở đây có nhắc nhở tôi rồi. Sườn dốc phía sau chỗ này không ai quản lý, nếu có mưa chắc chắn sẽ bị sạt lở đó. Vậy vậy chúng ta báo cảnh sát đi. Ở đây không nhận được tín hiệu. Đúng là không nhận được tín hiệu. Đã nói anh đừng làm ngược ý trời rồi. Giờ chúng ta đang bị phạt đó. Nếu không ai kiếm tới đây, không lẽ mình sẽ chết chung ở đây sao? Đừng nói những chuyện này nữa mà. Không biết bây giờ Thành An thế nào rồi. Sợ nhất là những ngày mưa to gió lớn lại còn xảy ra chuyện không hay. Biết rõ nam nữ thọ thọ bất thân, hai người vào được trại giáo huấn đạo đức của tôi lại dám coi thường đạo đức như vậy à? Ba ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc ba đi kiểm tra phòng, thấy hai đứa nó trốn ở kho làm chuyện bậy bạ đó. Cô nam quả nữ ở chung một phòng chắc chắn là làm chuyện không hay rồi. Không có, không, không có. Đúng rồi, lúc nãy Tích Thiếu biết tôi đói bụng nên lén kêu tôi ra đây ăn mì thôi. Đương nhiên, cái gì mà bảy phần no ba phần đói, muốn đói chết người sao? Không ăn dụng mới lạ đó. Cậu còn dám cãi? Nếu tôi không phát hiện sớm thì hai người không chỉ là ăn dụng một ly mì đơn giản như vậy, bây giờ tôi phạt hai người chép đạo đức kinh. Nhưng mà tôi đã buồn ngủ tới hai mắt mở không lên rồi. Nếu các người muốn phạt thì phạt mình tôi đi. Chính tôi kêu ôn mập ra ăn dụng, không liên quan tới cổ. Tích Thiếu, sao anh tốt với tôi như vậy không lo cho mình chứ? Bởi vì anh yêu em. Nè, đủ rồi. Xem ra hai người vẫn không biết hối lỗi. Cô theo tôi qua kia. Dục anh, còn giúp má coi chừng nó chết phạt. Dạ biết. Qua đi. Ờ, đừng mà. Nhanh lên. Tích Thiếu. Đi đi. Nè. Anh quen với cô gái lúc nãy lâu lắm rồi hả? Không có, tôi chỉ quen cổ mới được mấy tuần. Sao lại hỏi vậy? Không, tôi thấy anh hình như rất thích cổ thì phải. Tôi biết cô muốn nói hai chúng tôi không thể nào, phải không? Thật ra cô cũng không phải người đầu tiên nói vậy. Tôi cũng vậy. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ là sẽ đến với cô ấy. Lúc đầu tôi không thích cô mập đó. Nhưng mà dần dần phát hiện cô ấy có sâu sắc. Cô chưa bao giờ nổi giận với tôi, không cấm cản tôi chơi game. Điều làm tôi cảm động nhất, cổ vì tôi mà bỏ mặc tất cả. Chính vì vậy mà tôi đã yêu cổ. Hai ngày nay Thành An không có mình trông coi, có khi nào ảnh với Mỹ Lệ? Trời ơi, mình nghĩ đi đâu vậy? Không có, không có đâu.
Sao lâu quá không thấy ai tới cứu chúng ta, 3 tiếng trôi qua rồi. Thì ra chỗ này 7 ngày mới có người tới kiểm tra. Sao anh biết vậy? Quyển sổ này ghi lại nè, cách 7 ngày mới ký tên một lần. Vậy tính sao đây? Tôi còn chưa chính thức hẹn hò với anh, không muốn chết nhanh như vậy đâu. Cô đừng nói những chuyện này nữa có được không vậy Mỹ Lệ? Tôi cũng đâu có muốn chết đâu. Nhưng ở đây không có nước, không có lương thực, cửa thì bị phong tỏa, có khi không khí còn không đủ nữa. Điện thoại gọi không thông, mạng cũng không lên được. Không hiểu sao tôi lại có thể chạy tới một chỗ như vậy, chẳng khác nào là tự sát. Không cần sợ, ở đây tôi có đồ ăn. Cô có đồ ăn hả? Bánh hạnh nhân hợp khẩu vị không? À, nè. Cảm ơn. Tôi rất thích ăn vặt, đương nhiên lúc nào cũng mang đồ ăn bên người. Cô cũng ăn đi, sao cô không ăn? Hết rồi. Vậy tính sao đây, tôi đang hết đồ ăn rồi. Tôi có cần ói ra không? Gặp anh thôi. Bánh trứng gà anh thích không? Cho anh đó. Cho tôi hả? Ừ. Vậy cô ăn cái gì? Tôi còn thứ khác để ăn mà. Chúng ta mỗi ngày mỗi người một cái chắc cũng còn đủ. Nhưng chúng ta bị nhốt tới 7 ngày. Cô có 14 cái hay sao? Ừ, tôi có 14 cái. Nè, 7 cái này của anh, anh tự giữ lấy. Nếu không tôi sợ tôi đói, tôi sẽ ăn hết nó cho coi. Ok. Cảm ơn cô nhà Mỹ Lệ. Ừ. Thành An, lúc nãy anh bị ướt mưa, hay là chúng ta ngồi gần lại sưởi ấm cho nhau đi được không? Nhưng Bonnie, vì cô mà giận tôi rồi. Nếu cô biết chúng ta ngồi gần nhau như vậy, chắc chắn là cô sẽ không vui đâu. Nhưng anh không nói, tôi không nói, sao cô biết được? Tôi không thể có lỗi với Bonnie được. Tôi nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau 2 mét đi. Ồ. Làm phiền cô nha Mỹ Lệ. Cảm ơn. Ngày thứ hai. Mỗi ngày một cái. Mỹ Lệ, thức dậy ăn đồ đi. Tôi đã ăn rồi. Ngày thứ ba. Mỹ Lệ, cô không sao chứ? Sao mà cô tái xanh hết vậy? Không sao, tôi đói nên thấy hơi chóng mặt. Cũng phải, bình thường mỗi ngày cô ăn nhiều tới vậy, bây giờ mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh. Hay là cô ăn hết số bánh còn lại của mình đi, không đủ thì mình chia tiếp vậy. Không sao, tôi chịu được mà. Cô đừng có cứng đầu nữa mà. Nếu vậy lúc người ta chưa tới cứu chúng ta, cô đã chết vì đói rồi. Bánh của cô để đâu hả? Hả? Nè, bánh của cô đâu, cô ăn hết rồi hả? Anh đừng hỏi. Nhưng mà chúng ta bị nhốt tới 7 ngày lận đó. Ừ, tôi có 14 cái. Mỹ Lệ, sao cô khờ quá vậy? Lấy hết bánh đưa cho tôi. Sao cô không giữ lại một ít cho mình? Chính vì tôi muốn mình giống anh, đem tất cả những gì mình thích cho người mình yêu. Thành An, thật sự tôi rất yêu anh. Mỹ Lệ, cô nói ít lại một chút đi. Sao anh vẫn tuyệt tình quá vậy? Có ai trong đó không? Phải rồi, chúng tôi bị nhốt trong đây. Làm ơn báo cảnh sát giùm tôi. Mỹ Lệ, chúng ta được cứu rồi. Mỹ Lệ, làm ơn báo cảnh sát nhanh lên, có người ngất xỉu rồi. Nhanh lên đi. Ôi à. Thì ra là ôi đây. Thành An à, con giống làm loạn người ta chết luôn. Cảnh sát gọi tới báo con gặp phải sạt lở núi cái gì đó. Mọi người nghĩ con bị núi lở chôn vùi mất tiêu luôn rồi. Con định tới giúp một tay nữa đây nè. Kim Thành An, má nói cô biết, con nên thân chút đi. Tính mạng của con là của má, không phải của mình con đâu. Hai ngày nay không thấy con, mọi người tưởng con tới trại giáo huấn đạo đức. Thì đó, tôi gọi cho anh thì anh lại không nghe. Tôi còn nghĩ hiệu trưởng Đàm không cho anh mở điện thoại nữa chứ. Thì đó, đại học dạy con vậy sao, vô trách nhiệm. Thì đó, trại giáo huấn kết thúc em lên nhà tìm anh mới biết anh đã bốc hơi, mất tích hết 2 ngày, xém chút dọa chết em. Con xin lỗi mọi người. Mọi người đừng có lo quá, con ăn thêm chút đồ, con sẽ khỏe lại thôi mà. Nhưng không biết hiện tại Mỹ Lệ như thế nào. Bác sĩ Trịnh, tôi muốn hỏi hiện tại tình trạng Mỹ Lệ thế nào rồi. Phải đâu bác sĩ. Này bác sĩ, tôi từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ chịu đói, có khi nào chết không vậy bác sĩ? Không phải rồi, có để lại di chứng gì không? Tôi đã cho bệnh nhân truyền nước biển, sức khỏe của cổ sẽ dần dần hồi phục. Cổ tỉnh rồi, ai người vào thăm cổ đi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều rồi. Cảm ơn. Bye bye. Kim Thành An, cái thằng chết tiệt, dám bằng hết đồ của con đi làm cho nó mất xỉu. Bình tĩnh, Thành An vậy chứ. Mỹ Lệ tỉnh rồi, chúng ta vào trong thăm nó đi. Nó tỉnh rồi hả?
À, phải rồi. Lát nữa sẽ tính sổ với cậu. Đi đi ba. Thật là quá đáng mà. Bình tĩnh đi. Mỹ Lệ, con sao rồi hả? Tội nghiệp chưa, mặt con hốp vô rồi kìa. Mỹ Lệ, con không sao chứ? Nè, cậu giờ đây làm gì? Ra ngoài. Mỹ Lệ, cô thấy sao rồi? Cô đói không? Để tôi mua gì cho cô ăn nha. Hồng An, anh không sao chứ? Cô đã nhường hết bánh cho tôi thì tôi làm sao được chứ? Không ngờ cô lại tốt với tôi như vậy. Thành An, chỉ cần anh không sao thì tốt rồi. Mỹ Lệ, được rồi, cô nghỉ ngơi trước đi. Lúc đầu tôi không nghĩ là mình sẽ đến với cổ. Lúc đầu tôi không thích cô mập đó. Nhưng mà dần dần phát hiện cô ấy có sâu sắc. Cổ chưa bao giờ đổi trận với tôi, không cấm cản tôi chơi game. Điều làm tôi cảm động nhất, cổ vì tôi bỏ mặc tất cả, dành hết thứ tốt đẹp cho tôi. Chính vì vậy mà tôi đã yêu cổ. Thương Thiên à, sao con lại cười vậy? Không, con đang suy nghĩ, rốt cuộc ai sẽ là con dâu của con thôi. Hả? Forget about the way we were.